Ở tập trước, Vương Lâm đã kết anh thất bại. Vì không tin vào số mệnh, Vương Lâm đã nghĩ ra một cách, đó chính là dùng bí pháp đạo thần thuật của Chiến Thần Điện, ngưng tụ ra một phân thân tiến vào Vân Thiên Tông tu luyện từ đầu. Ở đây Vương Lâm gặp lại Lý Mộ Uyển. Ban đầu thì Lý Mộ Uyển nhìn một phát là nhận ra Vương Lâm ngay, thế nhưng lúc này Vương Lâm không thừa nhận. Chúng ta sang tới nội dung của Tiên Nghịch tập 40. 2 tháng sống bên trong Vân Thiên Tông, Vương Lâm thông qua ngọc giản biết được luyện đan sư cũng giống như đan dược được chia làm cửu phẩm. Luyện đan sư ở cấp độ nào thì có thể luyện chế ra đan dược ở cấp độ đó. Nhưng vào lúc này trong cả Vân Thiên Tông cũng chỉ có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư. Một người trong số đó chính là sư phụ của Chu Lâm, đồng thời cũng là sư tổ của Vương Lâm, mà người đó không ai khác chính là Lý Mộ Uyển. Nàng cũng không phải là đệ tử đích truyền của Vân Thiên Tông, mà là đến từ Tuyền Vũ Quốc. Sau khi gia nhập Vân Thiên Tông liền có được thân phận, sau đó mấy năm liền trở thành một trong số các vị trưởng lão của Vân Thiên Tông. Cũng vì nguyên nhân đó mà tuy sư phụ của Vương Lâm là đại đệ tử thứ 9, thế nhưng lại có thể được giao nhiệm vụ thu đồ đệ. Mặc dù trưởng môn yêu cầu Chu Lâm phải làm hết khả năng, thế nhưng dù sao không để mặt tăng thì cũng phải xem mặt Phật. Vương Lâm đi lại bên trong trang viên, vừa suy nghĩ về nguyên nhân của lần thất bại vừa rồi. Nguyên bản ban đầu vốn hết sức là thuận lợi, thế nhưng vào lúc cuối cùng trước khi đan dược thành công, ngọn lửa đột nhiên bốc mạnh mới dần dần đến thất bại đó. Hạt châu nghịch thiên của Vương Lâm còn thiếu 3 thuộc tính kim, mộc và thổ để hoàn thiện ngũ hành. Việc tìm kiếm những thuộc tính này rất là khó khăn. Dù đã đạt được thủy và một phần của mộc thuộc tính, kim và thổ vẫn chưa có tiến triển nào. Vương Lâm nhận thấy phẩm chất linh dịch do hạt châu tạo ra tăng lên rõ rệt khi mà hoàn thiện thêm các thuộc tính. Để luyện trúc cơ đan, Vương Lâm đã thu thập nhiều dược liệu và mất 10 ngày để luyện ra 13 viên trúc cơ đan. Điều này cần thiết vì phân thân của anh không có thiên tư đặc biệt nên anh cần nhiều đan dược hơn để đảm bảo thành công. Vương Lâm chuẩn bị tiến vào không gian nghịch thiên để tu luyện. Trước khi vào, hắn đã sắp xếp bảo vệ nơi tu luyện để tránh bị quấy rầy. Trong không gian, Vương Lâm bái tế phụ mẫu và Tư Đồ Nam, sau đó bắt đầu dùng trúc cơ đan để nâng cao tu vi. Trúc cơ đan giúp linh lực lưu chuyển ở trong cơ thể, bài trừ tạp chất và cải thiện kinh mạch. Sau khi dùng 8 viên trúc cơ đan, kinh mạch của Vương Lâm trở nên trong suốt và lớn hơn trước. Sự biến đổi này có thể liên quan đến công pháp cổ thần quyết mà Vương Lâm tu luyện. Trong khi bổn tôn của hắn đã đi theo con đường ngoại tu, thì phân thân lại đi theo con đường nội tu. Vương Lâm cầm lấy bình bạch ngọc còn 5 viên trúc cơ đan và cho tất cả vào miệng để tu luyện. Nhờ công pháp cổ thần quyết bá đạo, hắn không bị ảnh hưởng bởi linh lực mạnh mẽ mà hấp thụ hoàn toàn, giúp tu vi từ trúc cơ nhảy lên trên trúc cơ đỉnh phong. Ngay sau đó, Vương Lâm lấy ra một đan lô kỳ lạ từng lấy được từ Vân Phi, rồi rời khỏi không gian nghịch thiên. Khi mà trở lại đỉnh viện, Vương Lâm nhận thấy mùi máu tanh và phát hiện ra xác của một con linh viên. Con linh viên này có nhiều vết thương, đặc biệt là một vết rách lớn ở bụng, cho thấy nó đã bị giết để lấy nội đan. Đây chỉ là con linh viên đã được ngọc sàn của Trình Hiền cho hắn. Vương Lâm lo lắng cho Trình Hiền, người vốn có tình cảm sâu nặng với linh viên và nhiệt tình giúp đỡ Vương Lâm. Do đó Vương Lâm quyết định không thể nào khoanh tay đứng nhìn nếu như Trình Hiền gặp nạn. Hắn quay lại phòng, lập ra một cái đạo cấm chế và từ cấm chế xuất hiện ra một nam tử tóc bạc lạnh lùng, tạo ra khí thức âm lãnh khắp nơi. Thân thể của bổn tôn chậm chậm hiện ra trước tàng ảnh của cấm chế, hàn khí toát ra dày đặc tới cực điểm, thậm chí phòng ốc toàn bộ do linh ngọc chế tạo ra cũng lập tức hiện ra một tầng sương lạnh. Sau đó bổn tôn xuất hiện, phân thân của Vương Lâm hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước giống như là dung hợp vậy, hòa với bổn tôn là một. Ngay sau đó, hai mắt bổn tôn của Vương Lâm lóe ra từng luồng ánh sáng lạnh lùng, trong mắt sát khí ngập trời. Hắn mấp máy môi, yên ổn ở sở quốc đã lâu thế nhưng sát khí của hắn không giảm một chút nào. Chẳng qua khi mà tức giận lên thì mới bị bộc phát ra một chút, còn bình thường không hề to xa chút nào. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên một cái, trên mặt liền có thêm một cái mặt nạ, quần áo bông hóa thành quần áo của phân thân. Ngay sau đó, thân thể quán liền di động, nhanh chóng phóng xa khỏi phòng. Trong lúc này, hắn lập tức cảm giác rõ ràng tu vi của mình đã tăng tiến một chút. Phải biết rằng trước đây khi mà đạt đến kết đan hậu kỳ đại viên mãn, hay còn gọi là cảnh giới giả anh, vậy mà lúc này tu vi vốn không có khả năng tăng lên, giờ lại có thể tiến bộ. Tuy chưa đạt tới mức toái đan thành anh, thế nhưng hắn phát hiện ra kim đan trong cơ thể mình đã có một tia màu tím nhạt. Trong lòng của Vương Lâm biết rõ, trước khi lập anh một khắc, tử khí sẽ xuất hiện ở trong kim đan. Tử khí này được gọi là anh khí ban đầu, nó chính là thứ vật chất trọng yếu thúc đẩy kim đan toái liệt ra thành anh. Đợi khi toàn bộ kim đan được tử khí bao trùm chính là lúc ngày kết anh đã tới. Trong quá khứ dù Vương Lâm đã thử nhiều lần thế nhưng anh khí ban đầu không xuất hiện. Sau khi thôn phệ nguyên anh, tử khí vẫn không kịp xuất hiện và bị thần thức cực cảnh đánh tan. Tuy nhiên hiện giờ tử khí xuất hiện mà không bị cực cảnh công kích, chứng tỏ phương pháp này của Vương Lâm khả thi. Hắn cần kiên trì để phân thân đạt tới nguyên anh kỳ, sau đó kết hợp với thân thể để bổ tôn đột phá kết đan, đạt nguyên anh kỳ trở nên vô địch dưới hóa thần kỳ. Vương Lâm tiến đến xử lý thi thể của linh viên, nhận ra con thú này có hồn thể và quyết định cứu nó, biến nó thành ma đầu thứ 3 của mình. Hắn dùng hắc mang để lấy hồn phách của linh viên và đặt nó vào hồn kỳ.
cho nó có cơ hội trở thành ma đầu nếu thôn phệ được các hồn phách khác trong hồn kỳ. Vương Lâm đứng bên ngoài đình viện, dùng thần thức quan sát rồi tiến vào bên trong phòng của Trình Hiền mà không bị phát hiện. Hắn phá giải cấm chế hạn chế hành động của Trình Hiền. Trình Hiền với vẻ oán hận tưởng rằng Vương Lâm đến để giết mình. Vương Lâm đeo mặt nạ và thay đổi khí tức nên Trình Hiền không nhận ra hắn. Vương Lâm thiết lập cấm chế bao trùm căn phòng rồi lạnh lùng nói rằng mình đến giúp hắn, không phải là giết Trình Hiền, và yêu cầu Trình Hiền kể lại mọi chuyện. Trình Hiền tiết lộ rằng Công Tôn Đồng ở Đông Uyển đã tiếp cận mình để lấy hai con linh viên. Trình Hiền tưởng Công Tôn Đồng muốn dùng linh viên làm vật cưỡi, thế nhưng thực ra ả muốn nội đan của chúng. Sau khi biết được một linh viên đã chết, Trình Hiền muốn trả thù. Vương Lâm đồng ý giúp và biến mất khỏi phòng, để lại Trình Hiền ngơ ngác. Vương Lâm rời khỏi phòng của Trình Hiền, thế nhưng khi mà cảm nhận được sự hiện diện của một thần thức lạ, hắn nhanh chóng ẩn mình. Lý Mộ Uyển và một trung niên nam tử đến tìm Vương Lâm, thế nhưng không thấy hắn. Lý Mộ Uyển buồn bã mong được gặp Vương Lâm, cuối cùng thì Vương Lâm xuất hiện, cảnh báo trung niên nam tử không được hành động thiếu suy nghĩ. Lý Mộ Uyển đau lòng khi mà biết Vương Lâm đã ném đi ngọc giản nàng tặng. Vương Lâm từ chối ở lại và rời đi, để lại Lý Mộ Uyển trong đau khổ. Trung niên nam tử lộ rõ ý đồ xấu xa, còn Vương Lâm cảm thấy có lỗi, thế nhưng quyết định không thể nào ở bên Lý Mộ Uyển vì còn nhiều việc phải làm. Thực ra Vương Lâm cũng không vô tình với Lý Mộ Uyển như hắn nói, không biết còn bao nhiêu lâu nữa hắn mới thành anh. Nếu trong lúc này tiếp nhận Lý Mộ Uyển, như vậy thì sẽ dẫn tới một loạt biến cố, đến lúc đó sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau đó Lý Mộ Uyển chắc chắn sẽ bị liên lụy, điều này không phải là điều Vương Lâm mong muốn nhìn thấy. Hắn thở dài, trái tim tự nhiên cuộn sóng, hồi lâu vẫn không thể nào bình tĩnh được, mang theo tâm tình phức tạp Vương Lâm rời khỏi Nam Uyển. Trong lòng của hắn thầm tính toán, trong nửa khắc thời gian còn lại cần phải làm xong mọi chuyện, nắm chắc thời gian. Vì thế thân ảnh hắn thoát động, phóng đi như thiểm điện, nhanh chóng bay tới Đông Uyển. Sau khi tới nơi, Vương Lâm cũng không lập tức tiến vào mà đi vòng quanh bốn phía, liên tục đánh ra mấy cấm chế. Sau đó cước bộ của hắn không dừng lại, nhanh chóng tăng tốc. Thần thức cường đại giúp hắn không bị đệ tử tuần tra Đông Uyển phát hiện. Chẳng qua khi mà Vương Lâm vừa tiến vào bên trong Đông Uyển, trong nháy mắt tất cả tiên hạc đều run rẩy từ trên không trung hạ xuống, mặc cho nữ tù đang cưỡi có vùng dò thế nào cũng không dám bay ra. Thân ảnh Vương Lâm cực nhanh hóa thành một đạo tơ mỏng, tiến nhập vào bên trong Đông Uyển, xuyên qua tầng tầng mây mù. Toàn bộ cảnh đẹp của Đông Uyển đã hiện ra trước tầm mắt của Vương Lâm. Nơi này nhìn từ bên ngoài đã như tiên cảnh, giờ tiến vào bên trong thì cái loại cảm giác như tiến vào tiên cảnh này càng thêm mãnh liệt. Sự tinh xảo đẹp đẽ của lầu các đình đài hiện lên trước mặt, không phải nhìn mơ hồ từ ngoài có thể tưởng tượng được. Một đạo cầu vòng bảy sắc từ nơi sâu nhất ở trong Đông Uyển hiện ra, cắt ngang qua bầu trời. Đám nữ tu như là tiên nữ bay lượn khắp không trung. Chỉ đáng tiếc chỉ là đám tiên hạc hiện giờ đang run rẩy toàn thân, không dám đứng lên, vì vậy mà cảnh đẹp của nơi này hơi khuyết điểm ra một chút. Dựa theo đường đi do Trình Hiền mô tả, tốc độ của Vương Lâm rất nhanh, giữa tình huống không bị kẻ nào phát hiện ra, đã đi tới phía tây Đông Uyển. Trong khu lầu các bằng ngọc này, hắn tìm được khuê phòng của Công Tôn Đồng. Thần thức đảo qua, Vương Lâm lập tức ngẩn người, hắn thấy một màn hơi quỷ dị, khẽ nhíu mày, thân thể nhoáng lên liền chui vào phòng. Chỉ thấy trong phòng có một tấm màn, nhìn qua đó là thân thể hai người đang tắm. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.